Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là khát vọng. Với chúng tôi, đó là khát vọng về giấc mơ thể thao điện tử nước nhà sẽ trở thành cái tên đáng gờm nhất trong bản đồ thể thao điện tử thế giới. Và VPL 2017 là bệ phóng tiên phong cho khát vọng đó. Một đạn hai cái đầu, hoa cải cũng nằm rồi, có tình huống mà đạn lạc vào đầu của ông đại ca